là bác chết rồi. Theo bà ngoại đi bán số từ mấy giờ tới giờ? 7 giờ. 7 giờ hả? Bây giờ con theo chú có chịu không? Không. Thì sao không chịu? Thì sao không chịu? Nè. Thì sao con không chịu? Xuống nhà ngoại cho đó. Chịu không? Chịu không? Không. À, sao không ở với chú mà ở với không ở với chú ở với ai? Đứa bé thì mới sốt. Chào con. Thế? Chào con. Hôm nay này là cháu của bà kêu bà ngoại à. Ngoại. Trời ơi nhìn bụi mậm không rồi đi bán từ mấy giờ tới giờ rồi bà? Đi buổi sáng tới bây giờ mà còn ế. Chảy máu. Chảy máu rồi đâu phải cái tay chú dính màu. Trời ơi. Rồi chị đâu? Chị đâu rồi? Chị con đâu rồi? Chị đi rồi. Đây con trả lời chú nè, chị con đâu rồi? Để đi bé tự nói chuyện. Đi rồi, chị đi đâu? Đi rồi. Ờ, chị đi rồi ha. Rồi con theo bà ngoại đưa bán vé số từ mấy giờ tới giờ? Hả? Hả? Con theo bà ngoại đưa bán vé số từ mấy giờ tới giờ? 7 giờ. 7 giờ hả? Rồi sáng nãy giờ lanh dữ lắm, giờ quá đường. Ờ, quá đường rồi, đi cái này nắng quá trời nắng luôn rồi. Rồi ba má đâu rồi? Ba má ở đâu hết rồi? Hả? Ba má chết rồi. Ba má chết rồi. Trời ơi, ý là ba má bé còn không bà? Ba mẹ thì còn bệnh tim, còn cha thì chết rồi. Cha chết không? Vậy cha là cha thôi rồi đó, chứ dạ. Không phải chết. Ờ thôi rồi phải không? Ừ, mới đẻ ra con sống mấy rồi mẹ nó ghen bị ấy luôn. Trời ơi. Bị bệnh tim luôn mà rồi, không đủ ăn. Rồi sáng giờ con ăn cái gì chưa? Hả? Con ăn nó gì nói chưa? Anh với lúc mà giờ vậy đó. Ờ đi với quá đừ luôn. Đứng quá đừ luôn rồi tay dơ nè. Ờ đừng ấy con tay dơ quá dơ. Tay dơ nè. Đừng. Ừ cái tay dơ đó. Mà nó quá lóc chóc bà hai giữ thôi gì vậy. Bà hai đằng đẵng á. Trời ơi. Bữa đó quá cho bao gạo ăn tới bữa nay gần hết. Dạ. Rồi bé năm bé tên gì bà? Tên Nguyễn Thị Ngọc Yến. Ngọc Yến hả? Năm nay bé được nhiêu tuổi à? 3 tuổi. Ờ, 3 tuổi thì bé lớn mà đòi đi học, tới trường học cũng khóc dậy vậy chứ. Không bà dạ. Ở đây ở bên An Long có cái chỗ gỡ như là 1 tháng 1 triệu mấy à? Gỡ mình đâu có đem đi về đi qua đi tới luôn được. Ý là bà không có bà không có thời gian đi. Rồi con ngồi đó đi, con ngồi đó đi. Trời ơi nè. Ngồi rồi bé uống sữa không bà? Có chai sữa bé nè. Mà uống sữa gì? Sữa bịch 7 ngàn. À là sữa này nè phải không? Sữa này nè. Chú nè, chú cho con hai bịch nè. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Khánh tay đỡ. Rồi. Rồi hai bịch sữa này cô uống từ đây tới chiều đủ không? Nói đủ không? Nè con trả lời chú đi. Trả lời chú đi. Rồi hai bịch sữa này cô uống từ đây tới chiều đủ không? Không. Không hả? Chứ một ngày cô uống nhiêu bịch? Hả? Hả? Yến? Yến? Nè, chú hỏi là ngày cô uống được nhiêu bịch? Mấy bịch? Biết không? Không. Không biết luôn. Nói rồi... gì chứ mà bữa nay nó vậy đó. Rồi con có muốn đi học không? Hả? Hả? Con phải đi học không? Không. Không luôn hả? Sao nãy mày đòi khóc? Trời, không tại chắc bé cũng chưa biết đi học là gì đâu. Trời ơi, trường học nó khóc vậy chứ. Đòi đi học hả? À? Thấy người ta nhảy ghe múa này kia. Ừ nó múa. Rồi, xe nó múa sáng nào. Rồi nhà bà không có người thân nào luôn hả? Có mà để đưa gửi bé đi gỡ. 80.000 rồi không có đủ. Rồi cô đau hai mấy ngày nay lúc mà dạ, con gặp ý con là đó. Con rồi cô bị con sinh sống con giờ luôn. Có thấy người ta là gỡ ở bên An Long nè. Là một tháng á là có 1 triệu mấy à nhưng mà triệu mấy mà triệu mất trước gì à thì đúng rồi đó đâu ai đâu trước được chứ ai mà lãnh cho ngủ luôn rồi rồi nè rồi chú hỏi nè rồi không gà chị đi đâu à chị đi đâu nhớ không hả chị con đi đâu nhớ không 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 luôn hả
khùng rồi. Nói đi theo mẹ. Rồi mẹ. Không tại tại bé cũng còn khờ. Rồi rồi con đi theo bà ngoại gì mệt không? Mệt không? Hả? Mệt. Thì sao có mệt không? Nói về trả lời chú nghe nè. Con vậy con theo mẹ gì có mệt không? Không hả? Rồi rồi. Rồi dắt chưa bé không có ngủ luôn hả bà? Hay là ngã lên đây nè. Ngã đây ngủ luôn. Ừ, đã cô đẩy đi. Rồi rồi. Còn ế với số. Rồi rồi mẹ mẹ bé với ba bé là thôi nhau hả bà? Rồi mẹ bé với ba bé có gửi tiền về này kia cho bé không? Lâu lắm nó gỡ. Gửi gỡ lần nhiều không bà? 700, 500, mà mẹ lâu... nó bị bệnh tim nữa. Ý là mẹ nó gửi còn ba có gửi không? Ba đâu có. Ba không có hả? Ba đâu có ngó ngàng. Mà ly dị bao lâu rồi? Lâu rồi, đẻ ra giờ nó 3 tuổi rồi. Ý là mới đẻ ra là ly dị hả? Thôi luôn. Mới đẻ ra. Có thân thú gì đâu. Dạ, ý là bé đẻ ra được bao lâu là thôi tháng, luôn bà? Tháng mấy à? Tháng mấy là thôi luôn. Vậy là từ từ... con cắn là được rồi. Từ lúc giờ ba bé có về thăm bé lần nào? Không. Không luôn. Bỏ luôn. Rồi. Tưởng nó nói ba nó chết vậy đó. Dạ, rồi con có muốn ăn uống gì không? Con muốn thích gì không? Thích ăn kẹo hay thích gì không? Hay là chỉ thích uống sữa? Yến, chú hỏi nè. Con có con có thích ăn bánh gì không hay là thích uống sữa thôi hả? Mình chú rồi đó. Cậy bé bà. Rồi con thích ăn bánh không hay là thích uống sữa thôi? Ôi hả? Hả, thích ăn bánh hay uống sữa thôi? Nó mới chạy vậy nè. Quán tứ tung chân của bà đó. Không vô để bệnh gì bé uống thấy nó uống nhiều hơn á. Nhiều nè. Đổ rồi con. Đời để đổ luôn. Đổ luôn. Lanh dữ lắm mà gặp chú nó sợ đó. Chú có làm gì con đâu, con sợ con. Đổ chú khanh tay lợi dạ nữa. Mà con muốn nhớ chú không? Con nhớ chú không? Con biết chú không? Chú đó. Hả Yến? Chú cho tiền con đó. Yến. Để con đổ cho. Quá đỏ mặt cái trên. Đỏ mặt. Chú đang hãy ấy chưa? Nè Yến, vậy con có nhớ ba mẹ không Yến? Không, không nhớ luôn. Trời ơi, vậy con ở với ai? Ở với mẹ hả? Rồi sao không ở với ba mà ở với mẹ? Ở với ngoại mà nó nói vậy. Giờ con theo chú có chịu không? Không. Thì sao không chịu? Thì sao không chịu? Nè, thì sao con không chịu? Ngoại cho đó. Cho chịu không? Chịu không? Không. Sao không ở với chú mà ở với không ở với chú ở với ai? Ngoại. Ở với ngoại. Tại sao con ở với ngoại? Hả? Tại sao con ở với ngoại? Nói chú nghe coi. Không. Không, không biết trả lời hả? Trả lời dữ lắm mà. Dạ. Vậy đó. Tự ấy vậy. Đừ, sáng giờ đi nắng quá mà. Chứ bữa nay trời nắng nóng nữa. Thầy chết đi. Con gà gà nãy đâu có hả? Gà nãy đâu có hả? Cho đó nó làm sức cái giò luôn. Sức giò luôn hả? Con cá hả? Con biết cái này số mấy không biết không? Số 7. Số 7 hả? Thì đây rồi, theo bây giờ đây lấy con hai vé đi. Con cảm ơn chú mẹ. Chú cho sữa không cảm ơn nha. Bữa nay ngu dữ lắm rồi á. Bé leo lẻo rồi. Bé nhỏ mà biết gì đâu. Trời ơi, nó nói chuyện dữ lắm á. Nè, lấy con hai vé. Bữa nay nó đừ. Leo nè. Té đó con. Cắm té rồi. Rồi, rồi mưa sao bà? Mưa sao? Mưa chùm này xuống bà cháu ở. Rồi bà đi bán từ đâu tới đâu? Ngày qua bán trên trung tâm rồi trở về. Còn giờ nó khóc rồi, sáng giờ nó khóc rồi. Bánh đò rồi.
bến đò chợ Dàm mình đó, xuống đò rồi nó khóc quá, cô chở gì lại. Rồi bán ngày được mấy vé? Có 140 vé, còn nhiêu? 140 vé là được 110.000 ha. 110.000. Chở bán ngày được. Rồi. Uống ngon nha, rồi leo lên với bà ngoại đi, đi về kìa. Rồi anh chào bà nha. Rồi. Có gì đâu, cảm ơn cho hai bịch sữa uống cho đã khát ha, mà hai bịch nó uống không chịu nữa ha. Không đủ nè, leo lên. Bye bye, đầu tay bye bye. Bye bye.